Những điều đặc biệt ít ai biết về vị vua cuối cùng của thời phong kiến Việt Nam. Bảo Đại là vị vua cuối cùng của Việt Nam sống gần với thời đại chúng ta nhất. Mọi người nhắc tới vua Bảo Đại là thường nhắc tới phong cách sống xa hoa của ông, những cuộc tình chớp nhoáng hay việc ông bị phế truất và cuối đời sống bên Pháp. Tuy nhiên, cuộc đời của vua Bảo Đại còn có nhiều điểm đặc biệt mà ít người biết tới. Vua không ngồi ngai vàng khi làm vua. Bảo Đại sinh năm 1913, mất năm 1997, có tên húy là Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy, là con của vua Khải Định và Tử Cung Hoàng Thái Hậu. Năm 1925, vua Khải Định mất, Bảo Đại về nước chịu tang cha. Ngày 8 tháng 1 năm 1926, ông lên ngôi vua rồi sang Pháp tiếp tục học cho đến năm 1932 mới quay trở lại làm vua cho đến khi thoái vị năm 1945. Đây là ông vua duy nhất làm vua nhưng không ngồi trên ngai vàng của nước mình cai trị mà bận du học. Ông vua gắn liền với số 13. Khi nghiên cứu về vua Bảo Đại, người ta phát hiện ra rằng cuộc đời ông có rất nhiều chi tiết gắn liền với con số 13. Trong khi trên thế giới có rất nhiều quốc gia và rất nhiều người kiêng kỵ con số 13 vì cho rằng đó là một con số tiềm ẩn những rủi ro. Người Việt theo đạo Nho và đạo Phật phần nhiều, nhưng với Bảo Đại, ông lại có duyên với con số xui của đạo Thiên Chúa hơn. Năm Quý Sửu 1913, Hoàng Thái Tử Vĩnh Thụy tức Bảo Đại ra đời. Đó là điểm lành cho nhà Nguyễn, cho Khải Định vì có người nối ngôi. Sau khi vua cha Khải Định mất năm 1925, Bảo Đại về nước để tang cha. Đến năm 1926, được 13 tuổi, Vĩnh Thụy lên ngôi trở thành vua thứ 13 của nhà Nguyễn. Nếu tính từ khi lên ngôi năm 1926 đến khi thoái vị năm 1945 là 19 năm, nhưng sau khi lên ngôi, ông trao quyền lại cho phụ chính thân, thần tôn thất thân và trở lại Pháp để tiếp tục việc học. Mãi đến ngày 8 tháng 9 năm 1932, ông mới hồi loan, chính thức trị vì đất nước. Sang tháng 8 năm 1945, trước cao trào cách mạng của nhân dân, ông thoái vị. Ngày 30 tháng 8 năm 1945 và trao lại ấn kiếm cho các đại diện chính phủ cách mạng dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chấm dứt vĩnh viễn chế độ quân chủ phủ tại Việt Nam. Như vậy, Bảo Đại thực sự trị vì đất nước chỉ 13 năm. Ngày 1 tháng 8 năm 1997, Bảo Đại qua đời tại Trung tâm Y tế Vadenkray. Đến ngày 6 tháng 8 năm 1997, ông mới được đem chôn cất tại Nghĩa trang Thiên Chúa giáo Passy ở Paris. Tháng 8, trời thu Paris trong xanh rất đẹp, nhưng khi thi hài ông sắp được hạ huyệt, giờ tốt đã được chọn trước, thì trời đột nhiên đổ mưa, làm tất cả những người dự đám tang đều ướt đẫm. Trời mưa làm huyệt mộ ngập nước nên không thể nào tiến hành nghi lễ hạ huyệt. Nhưng giờ lành lại không đợi ai bao giờ nên mọi người ra sức tát cạn nước. Vì e giờ tốt qua đi, khi nước được tát cạn, trời đã bất mưa thì đồng hồ điểm đúng 13 giờ. Như vậy, vua Bảo Đại được hạ huyệt lúc 13 giờ. Ông vua Việt lấy vợ đa vùng miền, đa quốc gia. Năm 1933, Bảo Đại lấy Hoàng hậu Nam Phương, người miền Nam và tiếp tục tuyên bố thực hiện giáo lý của đạo Thiên Chúa, thực hiện chế độ một vợ một chồng. Thực hiện lời hứa được chừng 12 năm, Bảo Đại rơi vào lưới tình của Thứ Phi Mộng Điệp, người miền Bắc. Đến năm 1949, Bảo Đại từ Hồng Kông về nước chấp chính bà Lê Thị Phi Ánh, người miền Trung, trở thành mối tình thứ ba của ông, sinh cho Bảo Đại hai người con là Hoàng Nữ Phương Minh và Hoàng Nam Bảo Ân. Ngoài những bà phi chính thức, cuộc đời vị vua đào hoa và ăn chơi Bảo Đại còn có bà Lý Lệ Hà nhưng đã chia tay chứ không chính thức thành phi. Cựu hoàng Bảo Đại khi ở Trung Quốc, trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn đã được bà Jenny Wang, tức Hoàng Tiểu Lan, người Trung Quốc thương yêu và chu cấp cho. Sau này, Bảo Đại đưa Hoàng Tiểu Lan về Việt Nam và hưởng phinh hoa phú quý. Trong thời gian sống tại Pháp, cựu hoàng Bảo Đại yêu thầm bà Vicky, bà thứ phi Tây đầu tiên của ông. Vicky sinh cho Bảo Đại một hoàng nữ là cô Phương Từ. Chia tay Vicky, cựu hoàng lao vào cuộc tình buồn với cô đồng Clement. Sau vụ tai tiếng đó, ông kết hôn lần cuối với cô làm nghề dọn phòng Monique Bardot, cuộc tình cuối cùng của ông. Không một ông vua Việt nào có vợ, mang nhiều quốc tịch và ở nhiều miền như Bảo Đại. Vua duy nhất nhà Nguyễn phá lệ tứ bất. Từ đời Minh Mạng năm 1820 đến năm 1840, ông đưa ra lệ tứ bất, tức là không lập hoàng hậu, không lập tể tướng, không lấy trạng nguyên, không lập thái tử. Các vua nhà Nguyễn từ đó về sau đều răm rắp thực hiện theo duy đến đời Bảo Đại thì không. Ngay sau khi lấy bà Nguyễn Hữu Thị Loan, Bảo Đại đã phong bà làm Nam Phương Hoàng hậu, tức là hương thơm phương Nam. Bình thường, các đời vua trước chỉ sau khi vợ mất mới phong hậu, còn Bảo Đại thì phong hậu cho vợ ngay sau khi cưới. Điều này Bảo Đại thực hiện theo một trong bốn yêu cầu của bà vợ mới cưới. Sinh ra Bảo Long ngày 4 tháng 1 năm 1936 thì ngày 27 tháng 7 năm 1938, Tôn Nhân Phủ tôn cậu bé làm Đông Cung Thái Tử. Lệ tứ bất xem ra mất hết hiệu lực. Vua có phong cách Tây nhất. Là ông vua Việt nhưng ở Bảo Đại chất phương Đông của ông bị mất mát khá nhiều. Đơn giản một điều là ông được đào tạo ở phương Tây, đi theo lề thói phương Tây.
năm 1922, khi Bảo Đại 10 tuổi, đã được Khải Định đưa sang Pháp phó thác cho vợ chồng ông Nguyễn Lít Nguyên, khâm sứ Trung Kỳ giúp đào tạo người kế nghiệp mình theo những lề thói phương Tây. Nhờ đó, chất Tây phương thấm đẫm trong máu của Bảo Đại. Nam Phương Hoàng hậu trước đây cũng du học tại Pháp. Bà là một con chiên ngoan đạo của Thiên Chúa giáo, tôn giáo phổ biến của phương Tây. Hiếm ông vua Việt nào lấy vợ di biệt tôn giáo như tín đồ Phật giáo Bảo Đại. Dù vậy, Bảo Đại vẫn chấp nhận các con Bảo Đại gồm Bảo Long, Phương Mai, Phương Liên, Phương Dung, Bảo Thăng được sinh ra đều chịu lễ rửa tội của Thiên Chúa giáo và đi theo đạo của mẹ. Lễ cưới của vua Bảo Đại phải được sự cho phép của Tòa Thánh Vatican. Vua lấy vợ còn phải xin phép là trường hợp đặc biệt của vua Bảo Đại. Những năm cuối đời tại Pháp, cựu hoàng có 3 người vợ Tây. Cuộc sống của ông theo lối sống Pháp chứ không phải Việt Nam. Vua Việt sống thọ nhất. Trong lịch sử Việt Nam, vua đản mệnh cũng nhiều, vua đắc thọ cũng lắm. Đơn cử có thể kể như vua Trần Nghệ Tông thọ 73 tuổi, vua Hàm Nghi thọ 74 tuổi. Các ông đều vượt qua cái tuổi mà Đỗ Phủ gọi là nhân sinh thất thập cổ lai hy, tức là người sống đến tuổi 70 xưa nay hiếm. Nhưng kỷ lục có tuổi thọ cao nhất trong các vị vua Việt, không ai khác vượt qua được Bảo Đại. 5 giờ sáng ngày 31 tháng 7 năm 1997, khi cựu hoàng Bảo Đại chút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Van der Graeff của Pháp, ông đã bước qua 84 tuổi đời. Nếu không bệnh tật bắt đắc kỳ tử với thân thể và trí lực còn minh mẫn, ông vẫn có thể sống lâu hơn. Bảo Đại là vị vua cuối cùng của Việt Nam, chết tại đất khách quê người, nối gót vua Trần Duệ Tông rồi Hàm Nghi, Duy Tân. Cựu hoàng duy nhất làm cố vấn. Thông thường các triều đại chuyển giao thì vai trò lịch sử của triều đại cũ cũng được kết thúc. Còn Bảo Đại, dù không còn làm vua, nhưng sau khi thoái vị, ông được chính phủ cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh mời làm cố vấn, một chức vụ trong chế độ mới. Chưa có ông vua Việt nào được sung sướng đắc dụng như cựu hoàng Bảo Đại. Vua Việt duy nhất gặp giáo hoàng. Điều đặc biệt này diễn ra cũng thật trớ trêu. Vốn dĩ đến cuối đời, Bảo Đại được bà Monquic Baudet nâng khăn sửa gối, nhưng ông không muốn bà xuất hiện nhiều trước công chúng, không thích mọi người biết bà là vợ ông. Giận dữ với thái độ của bà Monique Baudot dọa sẽ không chăm sóc ông nữa nếu ông không cho phép bà gặp Đức Giáo Hoàng. Gặp Đức Giáo Hoàng đâu phải chuyện dễ, chỉ những người quyền cao chức trọng có ảnh hưởng lớn mới làm được. Bảo Đại bất đắc dĩ đành phải gửi thư xin gặp Giáo Hoàng John Paul đệ nhị. Vào ngày 24 tháng 6 năm 1995, ông và vợ được tiếp kiến tại Vatican. Sự kiện này khiến bà Monique rất hãnh diện vì mình thuộc bậc danh giá.